Chào tất cả anh em đến với Quang Thái nông cơ nhé anh em. Thì hôm nay Quang Thái review hai con máy sản xuất tại Nhật anh em, Maruyama BCF420 có kim chỉnh và Maruyama 500 có kim chỉnh nha anh em. Thì hôm nay có chương trình tặng một lít nhớt với một bánh cước này anh em. Tí nữa Quang Thái sẽ báo giá cho anh em nhé. Hàng này là hàng Maruyama sản xuất tại Nhật nha anh em, sản xuất nguyên bộ tại Nhật, có đóng lốc luôn, Made in Japan luôn nha anh em. Thì bên phải của tay của chúng ta đây, tay bên phải của màn hình anh em, thì nó là BCF420 có kim chỉnh nha anh em. Có kim chỉnh thì anh em nhìn vô cái lỗ này này, nhìn cái lỗ này nó có cái kim chỉnh sen ở trong chỗ này ha anh em ha. Đấy, kim chỉnh sen này anh thấy không, anh em thấy không? Đấy, đây là BCF Maruyama BCF420. Tí nữa quan sát sẽ báo giá cho anh em nhé. Cái cân nặng của cái bộ máy này, nguyên cần này, cần khô này, trọng lượng khô anh em, thì hai con bằng ký nhau nha anh em, thì đâu đó 8,2 kg nha anh em. Còn bên trái màn hình đây thì nó là BCF Maruyama BCF 500 nha anh em, bít tông là 44 mm anh em ha, và cân nặng nó cũng là 8,2 kg, đâu đó 8,2 kg tăng trọng lượng khô nha anh em. Còn BCF 420 á thì bít tông là 40 mm nha anh em, 40 mm. Giờ Quang Thái sẽ quay cho anh em mình xem ha. Thì hàng này là hàng thuộc dòng hàng VIP rồi anh em, hàng khủng ha. Bít tông 44 mm là thời điểm hiện tại là khủng khiếp, to khủng khiếp rồi anh em. Dung tích là 49,9 cc anh em ha. Đây là đó, hai dòng này đều là có trợ lực hết nha, giật trợ lực này anh em, ốp giật trợ lực ha, giật rất là nhẹ nhàng. Đây là chớ quanh mà rồ nha anh em, đóng em ở e ha anh em ha, bình xăng. Thì có một cái vấn đề đặc biệt của hàng Nhật anh em, thì không biết là cấu tạo như thế nào, Quang Thái chưa tìm hiểu, nhưng mà hàng của Nhật á, mà chính gốc Nhật ha, thì bình xăng nó là bình xăng kín nha anh em. Thông thường anh em mình thấy mấy dòng cái cỏ kia nó hay có một cái lỗ thông hơi ở đây, nhưng mà không biết vì cái lý do gì á thì mình Quang Thái trước mắt là Quang Thái chưa giải thích được, nhưng mà hàng của Nhật á là thường thường là nó là bình xăng kín, bình xăng nó kín là mình nghiêng các kiểu nó cũng không có đổ xăng ra nha anh em. Đây anh em, đây con 500 thì Quang Thái nghiêng qua xíu đỡ anh em mình nhìn ha. Bên này là cái nấm bơm nè, vú bơm nè anh em ha. Điện thì điện Akenda nha anh em. Số lock nó nằm trong đây này anh em ha. Cái thùng thì Quang Thái mới bỏ chỗ kia, B71 để Quang Thái lấy nét lên nhé. Này ngay kẽ này nè anh em thấy không, đóng lóc mà đóng lóc mà nhìn ở dưới này. Đấy, thì đại khái là B31770 nha anh em ha. Thì đây đỡ mà chứng minh là hàng chính hãng ha anh em ha. Đó, số series mà B31770 nè anh em ha, thấy không? Thì đây là cần Peru là hay một cái nữa là cần xây nha anh em. Anh em mình xây được ha, xây anh em thấy không, xây mình nghiêng theo cái địa thế đất địa thế dốc anh em, thì mình nghiêng được ha. Còn lại cần 28 chín khía hai đầu nha anh em, cần 28 chín khía hai đầu, và chiều dài của ti thì đâu đó là 1m53 anh em ha. Đây là cần là như nhau anh em ơi, cần của Meru thì cần 420 với cần 500 là như nhau nha anh em. Đầu bò này anh em ha, đầu bò cần đây mình xây được này anh em, xây được ha. Đây, anh em Quang Thái xây cho anh em đi. Đấy, đầu bò này mát của nó là 9.000 vòng hả, 9.000 vòng trên phút hả, trên min hả. Và cái Meru này anh em, để Quang Thái lấy nét lên này, đầu bò nó có in vô là cái số 22 này anh em, thấy số 22 không? Là có nghĩa là con máy này được xuất ra từ năm 2022 nha anh em. 2022 ha. Đầu bò. Và bên này, bên này Quang Thái xây cái cần này thử. Cái này sản xuất ra 2021 anh em. Đấy, cái này sản xuất ra 21 anh em thấy không? 21 ha. Đấy. Thì vấn đề sản xuất ra nó nằm ở kho thì cái đó không có quan trọng. Quan trọng là mình
quan cái máy là mình có dùng hay chưa và cái chất lượng máy từng nào thôi anh em ha. Thì Quang Thái soi cho anh em mình coi để mình biết cái đời máy thôi ha. Này cái đầu bò cái máy này sản xuất ra này, sản xuất ra 2021 này, còn cái máy 500 này sản xuất ra 2022 này, anh em thấy không? Đó, anh em sản xuất nha anh em. Đó cái đầu bò ha. Thì cái 420 á dưới 500 á thì cần cũng là như nhau hết, cần như nhau hết anh em ha. Đó, đầu thì trọng lượng nặng như nhau luôn nhưng mà khác cái bê tông thôi. Cái 420 là bê tông 40 mm anh em ha. Còn cái 500 thì bê tông 44 mm. Đây là con đây Quang Thái đang quay cái 420 này. Sản xuất tại Nhật. Tí nữa xíu nữa Quang Thái sẽ báo giá cho anh em nhé. Quang Thái quay cái đây rồi Quang Thái báo giá luôn. Tặng 1 lít nhớt. Thì cái này cũng vậy. Cái này hơi khó quay xíu. Nó cũng y chang cái này Quang Thái quay và số về hàng chính hãng. Hàng chính ngạch. Đấy. Và chính hãng luôn, sản xuất tại Nhật luôn. Thì số series là E30149 anh em ha. Đó, thì trong inlock ở chỗ này nó cũng cái trên cái ốp giật này. Chỗ này này, nó cũng y chang vậy. Và nó có inlock phía sau đây, tí nữa Quang Thái sẽ áp cái clip magazine ra ban nằm trong lock ngay cái chỗ này mình soi xuyên vào trong kia. Đó, tí nữa Quang Thái sẽ áp một clip. Clip mấy bữa Quang Thái coi trong đó. Máy quay trong đó cần thì cần này bạn nhôm không rỉ sét ha. Đây là công tắc nè anh em ha, công tắc này ghe này ha, công tắc này không là tắc này bật lên là không là tắc này bật xuống là một là dùng ha. Thì có những cái clip cũng Quang Thái cũng có test máy, tí nữa người ta sẽ ép vô nghe anh em mình nghe tiếng máy chơi ha, thì vui ha. Meru Meru về 420 thì chắc chắn là hàng chính hãng rồi nha anh em. Về chắc chắn là sản xuất tại Nhật, bởi vì trong lốc nó có in là Made in Japan. Bây giờ Quang Thái sẽ báo giá luôn nha anh em. Thì Quang Thái báo giá quà tặng quà luôn là giá thời điểm hiện tại hôm nay là ngày 31 tháng 7 là cuối tháng. Hiện đây Quang Thái báo giá cho anh em mình biết cũng đỡ nắm giá luôn là BCF 420, Meruyama BCF 420 tặng theo 1 lít nhớt Echo và một cái bát cước cải tiến. Thì giá là 6.2 triệu bao vận chuyển nha anh em, 6.2 triệu bao vận chuyển. Và BCF Meruyama BCF 500 có kim chỉnh luôn nha, hai dòng này đều có kim chỉnh hết nha anh em. Và tặng thêm 1 lít nhớt và một bát cước, bao vận chuyển là 7 triệu nha anh em, BCF 500 là 7 triệu. Thì hôm nay bạn Thái review cho anh em mình biết về thằng máy nha vậy. Và bạn Thái xin dừng clip ở đây. Chào thân ái anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Chào anh em. Bye bye, man.